Chiều nay mình lên trên vườn dừa của anh Thảo để mình quay lại mấy cái dừa giống nha. Có anh khách ở Sóc Trăng, anh Hoàng, Việt Nam. Việt Nam mình lên quay tại vì đợt rồi dịch bệnh rồi mấy tháng trời cũng dừa anh cũng nói chung là anh để giống anh cũng không có sắp ra ngoài kia nha. Còn ngoài kia thì chút mình quay lại cho anh em coi. Còn ở đây thì cây nó cao khoảng 2, 4 50-60 cm nha. Những cây này thì về trồng ok nè. Nói chung được rồi, anh chất đóng đóng luôn. Mình cái clip trước mình có anh em có coi thấy đó, anh để cả đóng đóng luôn đó nha. Còn đợt này là cũng có một số cây bị tuột nè, nó nên cây tuột thì bỏ, lựa những cây nào mình xài được mình xài thôi. Làm không có ra được thì về. Thực tình thì uổng ghê luôn, bên kia cũng quá trời luôn. Mình sẽ quay lại cho nó chắc đóng này luôn mà ảnh không có vô bầu nha. Hàng này anh để đây đáng lẽ phải ra clip, hàng này đáng lẽ phải ra clip rồi mới bán được, chứ còn ở như thế này thì bán rất là khó nha. Nhưng mà những cây cỡ này là dừa, ra clip bữa nay là cây bành bành hết ráo rồi anh em ơi. Nói chung là giờ là gọi là ế đó, ế là khá là nhiều hàng mà không có chỉnh chu được luôn. Còn đây là những cây dừa sim nha anh em, dừa sim lục nè. Từ lúc trước mình quay cái lúc mà ảnh nó mới ương á, thì tới bây giờ sau giãn cách 4 tháng thì bây giờ cây nó cao rồi nè. Nó cao khoảng 2, 4. Nếu mà mình đo lên tới từ dưới đây luôn nè, từ dưới ngay chỗ cái gáo dừa đi lên tới đọt luôn là khoảng 50-60 cm nha. Thằng này trồng cũng im lắm rồi mà bữa giờ không ra được luôn anh em ơi. Nó còn nằm đây nè, có không có nhiều hết á. Còn cái clip anh em coi mà lúc trước mà thấy cái dừa mã lai nè, mình sẽ quay kế luôn nè. Đây anh em ơi, bữa nay nó cao dữ rồi. Cây này là nó khá là cao luôn nè. Cao quá trời cao luôn mà nó nằm ế luôn rồi anh em, gọi là ế ẩm luôn á. Dừa thì quá trời luôn mà ế, không có ra được thiệt. Chả chủ vườn với mình thấy mình cũng buồn cho chủ vườn hoặc cũng buồn cho mình á. Bây giờ trong khi đó cái nhu cầu của người mua cũng nhiều quá, nhưng mà bây giờ đợt dịch này, anh em ai cũng phải chịu hết nha. Có mấy cây ở đó thì hơi thấp nè, anh em thấy không? Mình không biết bao nhiêu cây luôn mà anh ương một cái clip dài thế này đây. Đó, nguyên một clip dài như thế này đây mà bây giờ không có ra được. Dừa này là trồng được mà mấy cây này thấp thấp khó nè. Đó, anh em thấy có mấy bên bển có mấy cây cao cao là được đó, được trước có năm trước mà nó bán hết á, ảnh để luôn giờ nó cao rồi anh em ơi. Đó. Còn đây là lùm lùm ngắn ngắn không anh em, nhìn để mình quay từ đây lên anh em. Nó dài mà giờ không có ra được, đóng luôn còn trong clip thôi. Những cây bên đó thì ảnh dư, đợt năm trước bán còn dư anh em để luôn, giờ dòng có 5 mét thôi đó mà giờ nó cũng cần có lưới mèo nha. Còn đây nè, em để mình quay cho anh em coi. Đây cỡ mấy chục mét á, 20-30 mét nè, anh ương để nè. Ế là gọi là ế thâm niên luôn á anh em ơi. Đó. Mình chưa quay hết nha, tại anh ương rất là nhiều. Thời điểm hút á thì không có hàng, mà tới bây giờ có hàng thì bây giờ không có ra được. Đây. Quá trời. Nhìn thấy là bao nhiêu cây cũng có hết, mà giờ thực tế là ở đây chỉ cần mình xeo lên cắt rễ là mình trồng thôi, chứ mình không có vô bầu như ha. Ở đây mình lên tận vườn mình coi giống luôn rồi mình đem về thôi. Mình đứng cao, nó thấp hơn mình xíu à, mét mấy luôn rồi. Mấy cây này coi như là mấy cây này là cũng ok nha, thân cũng chà bá lửa luôn rồi. Ổng mà được rồi mà ra được ngon quá. Em nhìn nè, vừa giống mà để làm gì thì ổng để thưa lắm, mà giờ nó lớn lên tàu lụng tàu quá, lá đụng lá. Còn đây là dừa sim nè, cái clip mà trước mấy clip đầu tiên em coi anh em thấy nè, dừa sim với dừa mã lai ương kế bên nè. Hết trời hết đất luôn. Sim lục anh em ơi, sim lục hồi nãy mình có quay cái clip trước là giống, ảnh đang lúc này chưa đốn nha, có trái rất là nhiều nha. À, cây này thì cũng 10 năm tuổi rồi, cây nó cao rồi. Cây mới cây tơ á anh. Cây này anh để thí nè, nó có lưỡi mèo. Cái này chắc cũng 2 năm hả anh Thảo? Chưa.
Còn bên kia vừa giống Mã Lai thì còn lên luôn hả? Bao là bao, bao là hỏi gì, thú là thú quắc thánh giáo luôn. Cái cây này anh hái nè, nhờ Mã Lai sim lục này đợt vào dịch là có người ủng hộ hái chứ không cũng đeo quàng cổ luôn. Còn bên kia là anh Mã Lai nè, Mã Lai thì còn rất là nhiều trên cây nha. Đây, cây này cũng sim lục luôn nè. Mấy cây này 10 năm tuổi hết rồi nên nó cao chứ. Mấy cái dừa tơ thì để quay bên kia nè. Đây bên đó là cây dừa Mã Lai, xa xa anh em thấy không? Lúc mà dịch rồi đâu có bán được đâu. Đó. Giống cũng không bán được mà vừa uống không được nữa nè. Cây này nó đeo quá trời đeo luôn. Còn mấy cây sim lục thì coi, mấy cây sim lục thì bán được nên bữa nay mình lên mình thấy ít trái nè, tại vì có hái bán được rồi đó. Đây, cái cây này nè quá trời luôn.